Chào quý anh chị nhé. Hôm nay thì em Tình lại tiếp tục quay trở lại với quý anh chị để giới thiệu một chiếc xe mà hiện tại Yusukai Việt Nam đang sở hữu để chào bán đến tất cả quý anh chị. Trước mắt quý anh chị đây đó là một chiếc xe Kia Cerola phiên bản 3.3 GATH bản full máy xăng. Và xe thì được trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất kem. Nếu như trong thời gian tới cái tình hình dịch mà nó được kiểm soát tốt và Việt Nam mình làm tốt cái chương trình kiểm soát dịch đó, bác nào muốn đi du lịch trong thời gian tới mà muốn sở hữu cho mình một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi thì hãy quan tâm đến chiếc xe này với em. Đó là chiếc xe Kia Cerola. Và chiếc này của em là bản phun máy xăng động cơ 3.3 sản xuất 2018 anh chị nhé. Xe thì được đăng ký tên tư nhân, biển số tỉnh. Chiếc xe này em khẳng định chiếc xe chạy chuẩn 6.700.000 km, zin theo xe và full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và tại thời điểm này thì chiếc xe đang có một cái mức giá rất hợp lý, chỉ với 895 triệu đồng. Và mức giá trên em vẫn còn thương lượng cho quý anh chị khi liên hệ trực tiếp. Thì để anh chị có thể cảm nhận về chất lượng của cái chiếc xe Kia Cerola, em mời anh chị cùng em đi một lượt quanh chiếc xe để mình cảm nhận về chất lượng sơn bên ngoài của chiếc xe, cũng như là phần nội thất, để mình cảm nhận được rằng chiếc xe 2018 Kia Cerola này tại Yusukai Việt Nam cho đến nay hiện trạng sử dụng qua 4 năm thì nó còn được khoảng bao nhiêu phần trăm chất lượng anh chị nhé. Đó, rất là mới. Những cái chức năng option cốp đóng mở điện này, 7 chỗ rộng rãi, cửa sổ trời toàn cảnh, chìa khóa thông minh, cửa trượt điện và ghế chỉnh điện, thì những cái chức năng này nó rất đầy đủ trên cái dòng xe 7 chỗ này. Và điều đặc biệt nữa là cái dòng xe này được trang bị cho chúng ta là hai cửa sau trượt điện. Và khi chúng ta mở cái chiếc xe này ra, mở cửa, chúng ta sẽ hoàn toàn thấy được một không gian rất rộng rãi trên cái chiếc xe Kia Cerola. Các bác cứ thử tưởng tượng xem chúng ta ngồi trên một chiếc xe rộng rãi và thoải mái về không gian như thế này, và chúng ta đi trên những cung đường xa thì nó rất là tuyệt vời, thoải mái phải không ạ? Kèm theo thì được tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh panorama hai khoang, cho chúng ta một không gian lại cực kỳ là rộng rãi nữa, rất là thoáng đáng. Đó, nội thất ghế da màu kem rất sang trọng và lịch lãm. Ghế lái trang bị ghế chỉnh điện. Tất cả những viền này là viền được sơn nhựa bóng giả vân gỗ rất là đẹp các bác nhé. Cũng như là phần táp lô cũng vậy. Đó, hệ thống loa Infinity nghe cực phê. Cảnh báo vượt, cân bằng điện tử, đầy đủ hết. Các chức năng như là sấy vô lăng này, sấy ghế lái, sấy ghế phụ này, cảm biến lùi, chế độ lái tiết kiệm eco. Đó, chế độ chân ga tự động và vô lăng 3 chấu được khâu bọc da và có sơn nhựa bóng giả vân gỗ cực kỳ đẹp. Đèn thì đương nhiên sẽ là đèn auto các bác nhé. Trang bị màn hình cũng như là gương chiếu hậu chống chói và cảm biến gạt mưa tự động rất là đầy đủ. Và đặc biệt hơn nữa về chất lượng của chiếc xe này thì em sẽ khẳng định tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này sẽ còn lên đến 85% tỷ lệ sơn zin của chiếc xe các bác nhé. Hệ thống rửa đèn va cũng như là cảm biến va chạm quanh xe. Đó, và với chiếc xe này hiện tại Yusukai Việt Nam đang có chương trình hỗ trợ các bác về chương trình giảm giá cũng như là chương trình khuyến mại. Thì các bác mua xe bên em sẽ hỗ trợ khuyến mại các bác một bình xăng đầy cho chiếc xe này. Kèm theo sẽ hỗ trợ các bác tặng các bác một bộ phụ kiện gồm một bộ thảm sàn 5D, một cam hành trình và tặng các bác gói thay dầu bảo dưỡng miễn phí lần đầu tiên khi mua xe tại Yusukai Việt Nam chúng em. Mức giá bên em đề xuất là 895 triệu đồng và bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì hỗ trợ các bác là giao xe toàn quốc và hỗ trợ các bác việc đăng ký sang tên đổi chủ cũng như là rút hồ sơ gốc. Và chiếc xe này bên em luôn cam kết rõ ràng chi tiết bằng văn bản cho các bác về chất lượng là xe không đâm đụng, không ta lạn, không ngập nước, thủy kích, máy móc động cơ hộp số nguyên bản không lỗi và giấy tờ sang tên sẽ là đầy đủ hợp pháp, không tranh chấp và không phạt nguội. Đến với Yusukai Việt Nam, các bác sẽ được trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Thì hy vọng sau clip này, các bác nếu như có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo qua số hotline là 0911666325 và 0913567328. Anh chị nếu như ở gần salon em thì có thể bớt chút thời gian qua địa chỉ cửa hàng tại số 5 Nguyễn Văn Ninh, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe, lái thử và cảm nhận trực tiếp sản phẩm của Yusukai Việt Nam. Đến đây thì em xin được kết thúc clip và cảm ơn tất cả quý các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.